Ok, và chào mừng em đã quay trở lại với kênh chế độ của Join the Stadium. battle. Là mình đây. Be Ok, thì the hôm nay chúng ta có legend. một cái sự kiện ở rồi, cái chế độ mới là chế độ trợ thủ nhào lộn. Thì chế độ này vừa mới mở 10 giờ hôm nay mà thôi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn em chơi chế độ này cũng như là mình sẽ chơi chung với em luôn xem là có chơi có dễ hay không nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là nhiệm vụ. Thì phần nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận ngoài này nè. Thì đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nhiệm vụ. Thì chơi hết trơn 30 trận thì chúng ta sẽ nhận được hết tất cả những cái quà này, đó là 6 cái thẻ là phòng trợ thủ nhào lộn với lại là một cái skin combo tử thần cũng đẹp anh em ạ. Cái con combo này không biết mình có chưa nhỉ, thì mình tí nữa mình ra mình xem. Ok, thứ hai giảm giá thì cái này thì trong cửa hàng hôm nay đang giảm giá nha, còn móc toàn cầu thì sẽ mở khóa khi trợ thủ nhào lộn đạt móc vị trí toàn cầu. Trợ thủ nhào lộn chơi skin combo và skin trợ thủ cực chất, thì khi mà đi em chơi này á thì anh em sẽ nhận được là cái con robot này luôn nha, mà mình không biết là cái con robot này nằm ở đâu nha, thì cái hình như cái nhiệm vụ này không có thì phải á, nhưng mà trong phần giảm giá cửa hàng thì có nè anh em. Thì nếu mà anh em nãy thì mua trên đây thì nó giảm giá 50%, thì hình như là 200 mấy kim cương thì phải, thôi là đắt lắm anh em ạ, mình nghĩ là không nên mua đâu. Ok, thì như khi mà cả toàn cầu á chạy được 600 triệu km. Ủa mình sai. Phải không ta? Này là triệu km là 60 mà sao đây là để là 600? Ảo thật đấy. Ok, thì khi mà đạt được cái số mốc km ấy, thì chúng ta sẽ nhận được đó là ba giấy quay ở ba cái thẻ ra phòng sở hữu nhiều lộn nha. Đó, còn nếu mà anh em muốn xem hướng dẫn thì có phần này nè. Đây là cái phim 3D thôi chứ không phải là hướng dẫn đâu. Thì anh em có thể xem hoặc là anh em không xem cũng được. Đó thì anh em muốn coi thì anh em lưu qua đây nha. Đó, ok, bây giờ chúng ta cùng chơi thử xem là chế độ này chơi dễ không nha. Thì mình thấy thì như là trên đây nó đó, mình xem là có chơi được bạn bè không không. À, hình như có chơi được bạn bè nữa này mà. Chiều cho em chiều. Chơi trợ thủ nhào lộn nè, có chơi bạn bè nữa nè. 4 người nè. Con đường trên mây. Con người trên mây. Đọc ra là con đường trên thiên đàng luôn em à. Ok, mình sẽ mời một số người bạn của mình vô nha để chơi chung cho nó vui em ạ. Thì ok, nhắc lại một chút về cái vấn đề là nhiều anh em vô vẫn không thấy chế độ này á, đó là do chúng ta vẫn chưa cái cập nhật cái chế độ này nha. Thì nếu mà anh em muốn chơi được chế độ này á thì anh em hãy vô game thôi, anh em không cần phải vô xét và lấy giống như là chế độ 123 đâu. Thì anh em vô xe vô game luôn đó, thì anh em bấm vào và chơi chế độ mới nè. Thì anh em sẽ bấm vào phần này thì nó sẽ bảo anh em là tải cái phần có mở rộng, thì ok thì nó sẽ tải cho anh em xong luôn đó. Còn cái phần mà hôm bữa là chế độ 123 thì nó khác với cái này nha anh em, nên là thôi thì chúng ta bỏ phần đó, thì chúng ta bây giờ chúng ta chơi chế độ này thử nha anh em, chơi thử coi là nó có gì vui. Thì mình nghe mình nói là mấy ông bên xe bờ nước ngoài chơi nhận được mấy cái hộp anh em, nhận được những cái hộp xong rồi mấy ổng mở ra những cái nguy hiểm á, còn mình bên mình là mình chơi số trận xong rồi mình nhận thẳng luôn à, chứ mình không có nhận hộp nha anh em, nên là thôi vô chúng ta vô cùng trải nghiệm xem nào. Ok, thì mình đang có mặt trong chế độ là chờ thủ nhờ lộn nha, mà hình như cái này nó không được ấy cho lắm anh em, mà mình phải để những cái nút nha, mình phải để những cái nút gọi là điều khiển để cho nó ấy nha anh em, nó cũng giống như là chế độ kia thôi. Đâu rồi, đây rồi đây rồi. Chúng ta phải canh đúng nha, và anh em hãy dùng cái nút chạy nhiều hơn, anh em dùng cái nút chạy nhiều hơn là nút đi thường nha anh em. Đó, anh em dùng nút chạy thì nó sẽ tiếp đất dễ hơn nha. Đấy, mình con của mình là con C3 đây mà, thì nó sẽ để cái con trợ thủ trong đây cho anh em, đó là con trợ thủ khi mà anh em chọn ngoài sân chờ á, khi mà anh em trong trong game anh em chọn ý rồi xong rồi, nhưng mà trong game anh em chọn con trợ thủ nào á thì ngoài này sẽ có con trợ thủ đó nha. Đấy, thì làm sao làm, nhưng mà anh em hãy chọn chạy, bấm chạy nhanh cho mình, em bấm chạy nhanh cho mình nha, anh em đừng có kiểu như là chạy thường, anh em đi thường là anh em chết chắc đấy. Đấy, vượt qua thôi, vượt qua thôi. Ow, ow. Bây giờ anh em mà đậu xanh nữa lần bay thì nó phải đi lại từ đầu cây thật sự ạ. Phải nha, phải nha, bây giờ đi lại từ đầu nó rất là mất thời gian nha anh em. Đó
Đây, rồi. Cây thế nhờ. Mỗi một cái màn mà anh em đi tới đâu mà anh em đi lại từ đầu á là cái chỗ nó bị cây luôn á. Tức là anh em phải đi lại từ cái lúc mà anh em khởi đầu cái dòng đó. Dòng hình như hơi khó này mà. Mà không, tôi là chùm nổ Việt Nam nên là tôi rồi. Cái thiệt chứ cái đó nó hơi bị lỗi này mà cái cuối cùng nó hơi bị lỗi ấy. Nhưng mà không sao, đây là cái chế độ mà không phải là dành cho những ông mà chơi lần đầu tiên để mà win. Vì vậy nên là anh em cần phải bỏ ra một xíu thời gian để mà anh em chơi. Ủa mà, ủa làm sao ông kia sao ông đứng đó không bị ra? Hay là mỗi người có một cái tầm nhìn nó khác nhau nhỉ? Đây nè, nãy giờ mình bị chỗ này hoài này mà. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, quá rồi, hay quá nè mà. Ui, cái này hơi khó nha. Ê, 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 coi chừng rớt dưới bây giờ. Đậu xanh. Nói chung đó là cái trò chơi lúc nãy đó là anh em phải đi từ từ thôi nha anh em, đi từ từ thôi. Anh em đi từ từ, mỗi ra lần qua cái móc á thì anh em phải dừng lại một xíu đi. Đây, cái này. Cái nó đẩy nè, đẩy nồi thật. Đó, đi từ từ thôi nha anh em. Đi từ từ thôi là được rồi, không cần phải gấp đâu. Chúng ta mà đi gấp là chúng ta phải đi là từ đầu thì nó lâu hơn nhiều, thật sự đấy. Nó lâu hơn nhiều. Nguy hiểm thật sự anh em ạ, nguy hiểm thật sự đấy. Đấy, thì anh em hãy nhớ là anh em đi bấm bấm nút chạy nha anh em, bấm nút chạy nha. Đây, tới khúc này thì chúng ta đi theo cái đường viền nè. Đấy, cái dòng này thì chúng ta nên đi theo những cái đường viền nhé, nha anh em. Đó. Mình thấy cái này đồ họa nó mượt thực sự luôn ấy. Ơi. Ơi ơi. Ơi, hình như cái này không? Cái này không không có bị ấy anh em mà, cái này không có bị ấy nên là chúng ta có thể đi đường bên trong này được. Hết hết thời gian rồi anh em mà, đậu xanh. Cái này hơi nó hơi đuối nha anh em, hơi đuối nha. Dòng rồi lần đầu tiên chúng ta không có ấy được nè. Vòng tiếp theo thì hình như chúng ta có 2 3 vòng thì phải. Thôi sẽ có phần cài đặt này để mà anh em có thể chỉnh lại. Đây là cái giống như là chế độ 1 2 3 thôi mà nó vui hơn. Ê, đậu xanh mấy ông này. Thông báo kìa nè, có phải đi nhìn xíu bãi nồi á. Này có 2 cái vạt thôi nên là cũng dễ nè. Ê. Bây giờ nó tán vô cái mông một cái là sưng đấy nha anh em, không đùa đâu. Oh shit. Oh shit. Nhưng mà cái này vui thiệt anh em à, này vui thiệt, nó giống như là chế độ chơi bên bà đây tôi cái đời với nè. Ui. Cái này chơi là anh em phải nhìn bên hông anh em à. Cái này anh em chơi phải nhìn hai bên anh em à. Chơi nhìn hai bên, cái chảo bay hướng nào anh em phải nhìn bên đó. Đó, cái chảo bay hướng bên nào anh em phải nhìn bên đó nha. Để cho anh em có thể là biết được cái vị trí của cái chiếc chảo. Đấy, có một chiếc bay rất chậm. Hình như có một cái gió nè. Ui trời ơi. Tới cái mức này á thì anh em phải đi từ từ thôi. Tại vì lúc này nó không có gấp đâu. Em phải đi gấp quá, mấy nước này mà anh em đi gấp á thì hơi nguy hiểm nha. Đó, 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 đó. Đi ngoài này được không ta? Hay quá này mà. Này, này đi sát vô được nha. Đó. Tuyệt vời. Này là cần chúng ta phải nhảy nhiều rồi, nhảy xuống đất luôn rồi. Thì đây là cái trên, cái phía trên của đảo quân sự nha anh em. Cái này hơi khó nha, cái khúc nhất là cái khúc này nè. Khúc nhảy qua nó hơi khó nha nè. Cây thế nhờ. Nếu mà mình đỡ không nhầm á thì đây là cái khúc phía trên của nhà Ba Giang ở phía đảo quân sự nha. Đây, trên đây khúc này. Ui trời ơi, nó khó thật sự ạ. Thì mỗi một cái vòng chúng ta có thời gian nhất định anh em à. Ui, đội xanh có 13 điểm thôi à. Cái thế. Thật ra chúng ta sẽ chơi vòng cuối cùng. Thì nói chung á là chúng ta sẽ phải là di chuyển từ từ thôi. Thì cái lần cái ván đầu tiên chúng ta chơi á là chủ yếu chúng ta thăm dò cái
cái lịch chơi thôi, anh em không cần phải gấp đâu anh em à. Ý, mấy ông này đi nhanh thế, đi nhanh thế, anh thấy không tốt đâu, anh thấy không tốt đâu. Những cái dòng này mình thấy là dòng dễ nhất anh em ạ. Bây giờ cần vượt qua chướng ngại vật thôi. Tới đích rồi, tới đích rồi anh em à, tới đích rồi. Nhưng mỗi lần nhảy lên thì chúng ta sẽ mất một tí gọi là tí ấy anh em. Chứ đâu là nói chung là chơi cũng vui. Đây thì dòng cuối khá dễ nè mà, dòng cuối khá dễ nên là chúng ta không cần phải quá quan trọng ở đây là đồng đội của mình thôi mà. Tiếu thật sự à, còn ông chiều còn nhảy tưng tưng kìa, phải nồi thật, phải nồi bồ mình đi chậm mãi. Không phải đây không phải bồ nữa anh em ạ, đây là mấy thằng kia rồi. Đây, mình sẽ đợi nó ấy nha. Hết vòng rồi. Mình được 29 điểm nè. Mình tiếp theo bắt đầu 4 giây nữa. Ui, đổi xanh còn vòng nữa à. À, đây là dòng cái dòng mà đứng trụ ở trên đây nhiều nên càng lo càng tốt nha mà. Đây đây là cái dòng mà không phải theo kiểu gọi là tính tập đội đâu, mà chúng ta theo kiểu gọi là chia sẻ anh em, chia sẻ anh em phải canh cái thời gian mà này để mà anh em nhảy vào những cái ô khác. Đấy. Đây anh em phải di chuyển liên tục nha, di chuyển liên tục và đừng có để cho cái những cái ô đó nó biến thành màu xanh đậm nha. Biến thành màu xanh đậm là nó sẽ gọi là cái gọi là nó bị bể á, thì anh em hãy di chuyển làm sao cho anh em ở trên đây lâu nhất có thể. Ui này nó chơi nó gài mình anh em à, nó chơi nó gài mình anh em à. Xong rồi, xong tôi rồi, xong rồi. Ê, đây còn miếng anh em à, chứ là chỗ nào nó còn thì anh em nên để. Ơi xong rồi, tự nhiên rớt dưới rồi. Thì anh em hãy trụ làm sao cho ở trên càng cái tầng cao càng lâu càng tốt nha. Nãy anh em đứng một chỗ một xíu nữa, xong rồi một tí anh em chạy đi cái khác để cho nó gọi là đấy. Anh em né những cái đường đi của mấy thằng cướp kia đi, anh em chọn một đường đi duy nhất cho anh em thôi. Đó, giống như mình là mỗi lần mình di chuyển một hai ô thôi. À, làm sao? Ui nó gài mình anh em mà. Cái này nó gài mình anh em mà. Mình phải cắt cái biên giới đó, mình chia cái biên giới ra anh em ạ. Mà chia biên giới ra nha. Nếu mà cái này anh em đi qua rồi á mà anh em không có đi nữa thì nên nó cũng đóng băng luôn anh em à. Đó mình sẽ đi thế này nè. Đó ui đậu xanh, ui tôi thắng rồi đây mà. Đấy thì nó đơn giản thôi, thì vòng 4 mà mình được 12 top 1 luôn anh em à. Được cái hộp nè, không biết là cái hộp gì, hộp Gobo à. Cái hộp này mở ra cái con trợ thủ anh em ạ. Ok, dòng 1, 2, 3 thì mình được top 7, top 8, nhưng mà dòng thứ tư mình được top 10, top 1 nha. Thì nói chung là chơi cái này cũng khá đơn giản thôi. Ok, thì mình vừa mới hướng dẫn cho anh em cách nhưng mà anh em chơi cái chế độ gọi là trợ thủ nhào lộn nha. Thì khi mà anh em chơi trên đây á, thì anh em sẽ nhận được có những cái hộp quà thẻ đặt phòng, những cái vàng cũng như là những cái khác. Đấy, thì đặc biệt là con kim combo nè. Đó. Ok, cho trong tủ đồ mình mở cái hộp kia anh em ạ. Có một cái hộp lúc nãy mình chưa mở á, vô mình mở luôn nha. Đây nè, đây là mở con trợ thủ Gobo nha anh em. Ok, thì nếu mà anh em thấy cái video mình bổ ích và thú vị thì anh em cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bây giờ xin chào, hẹn lại anh em nhiều video lần sau. Bye bye.